Sở dĩ vì sao mình hướng dẫn cho các bạn vào đây thì tí nữa mình sẽ nói nhá. Các bạn nhấp vào cái từ tải Power Director Full Crack. Full Crack. Thì trong này chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều cái ứng dụng mà mình nhấp vào đây. Đấy, cái này thì tải được này các bạn. Đấy, ứng dụng này. Power Director này. Đó. Đây, cái phần này Power Director Pro này, các bạn nhấn vào đây. APK 77 đi, chúng ta tiến hành tải về nhé. Và rất là đơn giản thôi. Và sau khi mà tải về thì chúng ta vào cái quản lý các cái file ở trên điện thoại á, thì ở đây mình đã tải về sẵn đây rồi. Đó, bạn có thể thấy nó có tên là Power Director Pro 9v9.11. Không biết là cái này mình thực tế là mình đã có xài được hay không, nhưng mình thấy tải về như thế này là khá thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào để cài đặt. Thì đây là một cái ứng dụng mình tải về, nó dạng Pro, nó không nằm trong cái hệ thống của CH Play. Do đó mà chúng ta khi mà cài, chúng ta phải vào trong cái hệ thống để xác nhận rằng cho phép cài các cái file không rõ nguồn gốc thì mới cài được. Rồi đấy, sau khi mà chúng ta xác nhận dấu tích thì trở lại thì chúng ta sẽ có cái chỗ install này. Cài rất là chờ một chút thì nó sẽ thành công. Mời các bạn chờ một chút nhé. Rồi, như vậy là đã cài xong. Chúng ta sẽ ấn open xem có cái lỗi gì thì ra lỗi đó. Mình đoán chắc là cũng thành công rồi. Đây. Rồi, chúng ta sẽ nhấp vào accept và continue. Đây. Chấp nhận và cài đặt. Nó sẽ có một vài cái thông báo thì chúng ta cứ on lâu thôi. Đây. Cho nên là cho phép và truy cập vào hình ảnh, phương tiện và các cái tập tin trên thiết bị. May là học được tiếng Anh đấy các bạn. Này thì là một số cái gọi là cái intro của nó tôi giới thiệu làm như thế nào. Đấy các bạn có thể những cái hiệu ứng mà cái này mang lại. Bây giờ chúng ta nhấn Let's go để đi tìm hiểu nó. Thì trong cái Power Director này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhấn vào cái project. Đầu tiên cái dấu cộng này. Mình hướng dẫn các bạn. Ở trong này có thể bạn thích đặt tên thì đặt, còn không đặt thì thôi. Chúng ta sẽ chọn các cái khung màn hình cho phù hợp với cái video mà bạn làm. Nếu như chúng ta làm Instagram thì 11 này hoặc 45 này, còn 96 này này, còn là TikTok chẳng hạn, và cái 169 này chính là cái YouTube chúng ta thường hay làm. Ở đây thì mình thường hay làm YouTube cho nên mình sẽ nhấn vào cái 169 này. Và thưa các bạn, thưa các anh chị, đây là cái giao diện của Power Director. Thì khi mở ra, chúng ta chọn cái chế độ 169 thì nó hiện ra như thế này. Thì đầu tiên ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái máy ảnh này, cái máy ảnh đó, cái máy ảnh là cái chỗ phần quay phim, chụp hình đấy. Đó, chúng ta thử xem như thế nào. Đấy, chụp hình này, ví dụ đấy, chụp hình đó là khu vực chụp hình quay phim gì đó tùy các bạn nhé. À, chúng ta quay phim chụp hình rồi. Đấy, những cái quay quay này à, còn không thôi đó, rồi chúng ta trở lại. Trong này có rất là nhiều, bây giờ mình sẽ chèn một cái video bất kỳ nhé. Rồi ok, ở đây mình có một cái video mới quay sẵn, đây mình sẽ đưa vào đây, nhấp vào dấu play để chúng ta xem trước. Và nhấp vào dấu cộng để chúng ta thêm vào. Rồi ok, rồi thì trong cái phần video này á, rồi chúng ta trở lại nha. Video này thì sau khi đã quay này, các bạn thấy chưa đấy, thì để mà chúng ta cảm thấy cái đoạn nào không ưng ý thì chúng ta sẽ cắt đi, mà muốn cắt được thì chúng ta phải thao tác trên cái video đó thì chúng ta mới cắt được. Đầu tiên thì chúng ta phải nhấp vào cái video, rồi chúng ta sẽ ở phía dưới này, chúng ta sẽ thấy cái bút dưới này là cái bút đó. Rồi thì trong cái bút này chúng ta mới cắt được những cái video đó. Đây, cái split này chính là cái vấn đề video chúng ta đang cắt. Ở đây mình ví dụ như là mình để giữa đi, rồi mình nhấn split này. Đó, là lập tức video sẽ cắt thành hai cái video. Các bạn có thể cắt nhỏ thành những cái đoạn nhỏ khác nhé các bạn nhé. Đây, rồi sau khi mà cắt xong á thì cái video nó sẽ có một cái dấu nối ở phía giữa. Cái dấu nối này chính là cái dấu chuyển tiếp video. Bình thường nếu chúng ta không có chuyển tiếp á thì cái video nó sẽ liền ngay, còn nếu chúng ta có chuyển tiếp ra hiệu ứng thì chúng ta sẽ nhấp vào đó.
trong này có rất nhiều hiệu ứng rồi đấy, ví dụ vậy. Đó, chúng ta có thấy cái hiệu ứng của nó mặc định sẵn không đấy, chúng ta thấy không đó, đó, đó. Thì chúng ta có thể chọn bất hiệu ứng nào bất kỳ, ví dụ nhấp vào cái này đó, toàn thấy chưa, hướng nào cũng được. Hoặc chéo chéo này đó, rồi đó, những cái hiệu ứng chuyển tiếp video đó, rất là đơn giản thôi. Ok, cái trường hợp chúng ta làm sai thì chúng ta ấn undo trở lại này, rồi đó. Tiếp theo thì trong cái này á thì chúng ta có thể nhận thấy rằng ở phía trên này chính là chèn video, trong video trong cái phần này chèn video này, chèn photo này, chèn âm nhạc này. Đó, cái âm nhạc là cái các cái file mà khi chúng ta lưu ở trong này thì nó sẽ hiện ra cái các cái file nhạc ở trong này đó, các bạn thấy chưa. Rồi cái phần thứ hai là phần lớp, nó có hình khung khung tròn tròn này đấy, đó là chính là các cái hiệu ứng mà chúng ta có thể thấy trong này đấy, rất là nhiều hiệu ứng này, hiệu ứng mặc định là các cái chữ này, hiệu ứng cool effect này, hiệu ứng các cái hiệu ứng về chữ này rất là thú vị đó, rồi hiệu ứng social media này, hiệu ứng TV broadcast này, rồi hiệu ứng vintage này, minimalist này, rồi các cái hiệu ứng express title, các bạn có thể nghiên cứu vân vân đó, rất là hay. Đấy, ở đây thì mình lấy một cái ứng dụng, lấy một cái hiệu ứng thử nhá, để chèn vào video nhá, đó, chúng ta có thể xem trước này, đó rất là đẹp nhá. Rồi mình ấn dấu cộng này để mình thêm vào, rồi trở ra đó. Đó, các bạn có thể thấy không? Đó, lập tức nó hiện ra cái hiệu ứng này. Đó, thế thì trong cái hiệu ứng này nó hỗ trợ, tức là những cái hiệu ứng này là mặc định đó các bạn. Đó. Cho nên là những cái người mà làm video không chuyên nghiệp thì cái hiệu ứng này hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. À, chúng ta sẽ nhấp vào cái trượt thanh, tất nhiên là chúng ta phải kéo cái thanh trượt đến cái khu vực của cái hiệu ứng để mới làm việc được với nó. Thì nhấp vào đây, chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ, hoặc là chúng ta rê đi đâu bất kỳ, chúng ta nhấp rê đó, đưa xuống phía dưới hoặc là đưa sang góc đó, ví dụ vậy là ok đó, chúng ta có thể đổi ở đây bất kỳ. Rồi thì trong cái chỗ này nó sẽ có ở phía bên tay trái của các bạn, ở phía dưới nó sẽ có hình cái bút chì, cái chỗ khu vực này là để chỉnh sửa cái gọi là chỉnh sửa các cái hiệu ứng, thì chúng ta nhấp vào chỉnh sửa. Thì ở trong cái chúng ta có thể nhìn ở phía trong cái hiệu ứng về chữ thì nó có hai hàng, một hàng là Power Director, một hàng là By Sibelin. Thì chúng ta nhìn xuống phía bên sát thì có cái chữ Power Director, chúng ta nhấn Edit Text thì nó sẽ là sửa cái chữ đó, còn nếu chúng ta sửa chữ khác thì chúng ta nhấn chọn cái chữ khác để sửa. À, ví dụ như chúng ta sửa cái từ đầu tiên thì chúng ta nhấn vào đây, rồi đấy, chào mừng, rồi gõ chào mừng, ví dụ vậy. Mình chỉ làm một ví dụ rồi chào mừng, lập tức cái chữ chào mừng này, cái chữ ở phía trên nó sẽ đổi ngay. Tiếp theo chúng ta chọn cái chữ ở dưới, cái hàng ở dưới để cho ta sửa, ta nhấn Edit Text, rồi chúng ta lại sửa tiếp, gọi các bạn, ví dụ vậy đấy, chào mừng các bạn đó. Thế là lập tức nó sẽ hiện ra chào mừng các bạn, đúng không ạ? Cái chỗ phần ở bên dưới chúng ta có thể lôi dài ra, ngắn tùy thích để cho nó hợp với cái video của các bạn. Ở đây mình thử lôi hết thì chúng ta coi thử nhá, coi thử nó ra cái gì nhá. Đó, các bạn thấy video như thế nào? Đó, cái hiệu ứng chữ rất đẹp đúng không ạ? Đấy, quá đẹp tuyệt vời. Rồi. Đấy, chúng ta có thể không thích thì đổi các cái chỗ khác. Rồi, đó là cái đầu tiên chúng ta chèn các hiệu ứng. Rồi. Do nó cứ chạy thường xuyên cho nên muốn dừng chúng ta hạ cái nốt này đó để cho nó tạm dừng đi. Đó. Rồi. Cái công cụ thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở trong này chính là cái công cụ để giảm cái độ ồn. Thì các bạn có thể khi mình bật lên, các bạn thấy mình quay video ban đầu không? Thấy có những cái âm thanh nhiễu sóng rè 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 xe không? Đó đó, các bạn thấy không? À, thế bây giờ mình sẽ cho hết cái hiệu ứng rè rè này đi. Tức là chúng ta khử tiếng ồn bằng cách là chúng ta nhấn vào cái video. Đó, chúng ta chọn chỉnh sửa ở bên này. Trong cái công cụ chỉnh sửa này, chỉnh video thì có rất là nhiều, bao gồm volume này, trồn video này, auto tune các hiệu ứng, rồi tốc độ effect, skin fit fill. Fit fill này là chúng ta để điền
tức là cái hiệu ứng fit film là chúng ta điền cái video nó vừa với cái khung hình, hoặc là chúng ta sẽ chọn một cái background gì đó. Đó, ở đây thì mình vừa mới chia sẻ các bạn, tức là ý là trong cái này các bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ, còn nếu sai, ví dụ như revert là trở lại là sai thì chúng ta ấn cái mũi tên này này, ở phía trên này có cái mũi tên ở phía trên này, đó là để chúng ta quay trở lại. À, còn nếu mà thích thì tài trở lại ban đầu. À, rồi cái ứng dụng mà mình muốn chia sẻ là chúng ta để sẽ giảm cái độ ồn bằng cách nhấn vào audio tune. Đây, trong cái này á thì chúng ta có thể sẽ thay đổi cái âm thanh nói chuyện như là một người đàn ông nói hoặc là người đàn bà, tức là nó nhại tiếng á, radio hoặc iPhone. À, còn cái ứng dụng thứ hai là denoise này, cái denoise này chính là giảm cái tiếng ồn, thì mặc định vào nó sẽ giảm đến 80%, và các bạn xem mình bật thử coi cho nó đã giảm được tới đâu rồi nhé. À, còn nếu mình cho lên 100% thì cho nó ổn, là một coi như là giảm tiếng ồn tối đa đó. Rồi như vậy là được rồi các bạn. À, là khi mà mình giảm tiếng ồn là cái video này nó sẽ hạn chế cái tiếng ồn, nó giúp cho cái việc mình chia sẻ hoặc là mình nói nó sẽ trong trẻo có giọng hơn. Đó. Đó các bạn, rồi. Đấy, tiếp theo, đấy, chúng ta có thể sửa những cái video đơn giản như vậy. Rồi. Đó là những cái cảnh chúng ta thích cắt ở đâu, chúng ta thấy thêm một chỗ nào, thì cái chủ yếu của nó ở trong cái này là cái phần lớp này, trong cái phần lớp này này. Thì ngoài cái video đây, video, ngoài cái việc thêm video, ngoài việc thêm các hình ảnh ở trong này, ví dụ mình thêm cái hình ảnh vào, ví dụ như mình thêm cái hình ảnh của mình vào đây đó, ví dụ mình thêm cái hình ảnh cái logo của mình vào, mình thêm thêm vào, rồi, thêm vào đó, đó trong các hình ảnh này mình có thể là thêm đặt vào đâu đặt, tức là ý là mình thêm hình ảnh vào đây đó, phóng to thu nhỏ rồi đặt vào đâu đặt, ví dụ mình đặt ở góc này đi. Đó, hình ảnh là mình có thể chỉnh sửa để giống như kiểu là cho nó biến vào nhanh hoặc là biến vào từ từ, thế fade out, fade in này, fade in, fade out đó. Rồi, đó là giống như kiểu nó nhảy vào á. Mình thử em đó. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chỉ giảm cái độ mờ, tăng cái độ mờ của nó lên bằng cách opacity này này. Trượt lên trượt xuống này, nó sẽ giảm độ mờ này. Đó, chúng ta thấy không? Đó, nó sẽ có độ mờ. Đó, chỉnh sửa video. Rồi, trong những cái hiệu ứng này nó sẽ có rất nhiều hiệu ứng trơ trống cây hiệu ứng để cái gì đó thì tùy các bạn đó, hiệu ứng để giảm cái hình nền á đó, rồi các cái hiệu ứng khác đó, các bạn có thể tham khảo rồi thích xem cái gì thì xem đó, các cái hiệu ứng của nó quá đơn giản rồi đó. Rồi đấy, rồi công cụ thứ ba mình muốn chia sẻ tức là khi chúng ta sửa hình ảnh rồi, sửa cái gì tùm lum các kiểu rồi rồi đấy đó, thu lại cho nó gọn. Hình ảnh cũng vậy, chúng ta thêm hình ảnh chúng ta có thể chen nó vào đấy, thêm vào đâu thì thêm đó. Ví dụ như ở đây mình thêm hình ảnh ở phía trên cùng hẳn đó. Hình ảnh đó, ví dụ ta thêm cái hình ảnh gì đó, ví dụ thêm màu tím chẳng hạn, nó ta chen vào đó đấy các bạn thấy chưa. Trong cái hình ảnh này chúng ta nhấp, chúng ta có thể kéo bao lâu tùy thích. Thì còn ở phía trên này thì hình ảnh, mà ở dưới này thì chúng ta có thể là chèn một cái video khác hoặc là một hình ảnh khác làm nền ở trong đó, đó ví dụ là đấy, đấy. Đó, ví dụ cho hẳn chèn thêm một cái ảnh khác vào đó. Đó, ví dụ chèn đấy, ví dụ cho hẳn chèn cái này vào đó, thì cái hình nhỏ đấy nó sẽ nằm ở trong này đó, cả cái hình hình tức là cái hình ở phía trên thì là hình nền, tức là những cái video hình ảnh ở phía trên cùng này có cái chữ trên này đó là những cái nền đầu tiên, cái lớp đầu tiên á. Còn những cái mà chúng ta muốn chen các cái lớp khác, nhiều lớp thì chúng ta nhấn vào cái chỗ dấu hai dấu này để chúng ta có thể thêm chen chữ, chen lớp bao nhiêu. Và đặc biệt trong này nó có một cái công cụ là sticker, cái stick ở dưới đỏ như này, các bạn thấy mới khi mới vào thì hay có cái này đấy, nhưng mà chân stick này thì trong cái stick này có rất là nhiều các cái hiệu ứng, nhiều hiệu ứng để cho các bạn chọn. Đấy các bạn thấy không, nhiều hiệu ứng lắm. Hiệu ứng đấy đều là new hết nhé các bạn. Ví dụ ở đây mình có thể chọn một cái hiệu ứng gì đó bất kỳ, ví dụ hiệu ứng nào trong này đấy, xem có thể nó là hiệu ứng gì. Thì trong khi mà mình nhấp vào thì nó phải chờ một chút để nó mới tải về được. Rồi
chúng ta xem thử hiệu ứng này là cái gì nha. Đó, hiệu ứng xoay xoáy này. Đó, ví dụ như chúng ta sẽ thêm vào nhé. Rồi, chúng ta thêm vào. Rồi, cho chạy thử. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, cái hiệu ứng này, cái lớp cái này nó có. Đó, chúng ta thấy đẹp không? Đó, rất là nhiều hiệu ứng hoa rơi, trái cây, rồi hiệu ứng tim rơi, tuyết rơi, vân vân. Đó, chúng ta có thể chỉnh nó để thu nhỏ, phóng to tùy theo thích của mình. Ví dụ như ở đây mình thêm tiếp sẽ tích khác, ví dụ vậy. Nó quá nhiều đất trời mà. Đấy, ví dụ mình thêm cái gì đó. Đó. Thêm vào cái hiệu ứng trái đất đấy chẳng hạn đó, nhấp vào đấy, nhấp vào chỗ đám mây để tải về. Rồi ví dụ thế, đó, xem trước này. Đó, bây giờ dấu dấu cộng này để thêm tiếp vào này, đó rất là nhiều hiệu ứng các bạn. Rồi các bạn thấy chưa? Đó. Nghe cái này chúng ta có thể chỉnh sửa đi đâu thu nhỏ mặc kệ đó tùy đó. Ví dụ như mình đưa lên góc trên này đó, nhỏ đó chúng ta thấy chưa đó. Bây giờ chúng ta thử coi đẹp thế nào đó, các bạn thấy đẹp không? Thì ở phía dưới này chúng ta muốn dài ngắn cho nó quay được lâu hơn thì chúng ta phải kéo dài ra, là kéo dài ra đó, chúng ta kéo dài ra đó, cái này cũng vậy, chúng ta tương tự chúng ta kéo dài ra không sao hết đó, chúng ta kéo dài ra. Ở khi kéo dài ra thì cái này nó sẽ bị đẩy sang bên này, cho nên chúng ta có thể đưa nó xuống, nhấp giữ, chúng ta nhấp giữ nhá, và nhấp giữ là đưa nó xuống ở vị trí dưới bên dưới hình được đó, không sao hết đó. Hoặc nếu mà muốn nằm trong một lớp thì chúng ta là phải phải đưa xuống lớp khác đó. Rất là nhiều cái chúng các bạn có thể chen vào bất kỳ ở chỗ nào chen đó. Bây giờ chúng ta xem thử này đó, các cái hiệu ứng đẹp chưa đó, bạn thấy không? Đó. Đó, rất là nhiều lớp đó, các bạn thấy không? Đó, chào mừng các bạn này. Đấy, ví dụ nếu cần thiết thì mình phải tìm đến cái lớp mà mình cần đưa đó, đây cho nó vào giữa cho đẹp đó, các bạn thấy chưa? Rồi đó, đấy đó, các bạn thấy không? Rất nhiều cái hiệu ứng mà các bạn có thể nghiên cứu được nhiều thứ trong đó. Rồi đối với những cái video như vậy thì các bạn có thể chỉnh sửa một cách thoải mái rồi. Rồi đó, các bạn thấy cái thú vị không? Rồi đó. Rồi tiếp theo cái hiệu ứng mà về thu âm thì mình sẽ cố gắng để chèn cái video vào cho các bạn thử. Đấy, chèn thử có nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào cái cạnh này. Đó, rồi nhấp vào music. Trong cái phần music thì các bạn có thể thấy ở phía trên có một cái biểu tượng là cái loa, cái mic như này. Chúng ta nhấp vào đây. Rồi, sau khi nhấp vào cái mic thì chúng ta sẽ nhấp vào thu âm thử nha, coi thử nó ra cái gì nha. Ừ. Rồi, nó sẽ vài cái thông báo đầu tiên thì chúng ta cứ ok đi. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và bình an. Bye bye. Rồi. Thì lập tức sau khi mà chúng ta cài đặt xong á thì sẽ có cái biểu tượng voice ở phía dưới này. Đó, chúng ta có thể nghe lại thử có thể nó ra cái gì nhá. Trở lại. À, rồi chúng ta nghe thử nhá. Rồi, Rồi, xin xin chào các chào các bạn, bạn, chúc chúc các các bạn bạn một một ngày ngày nghỉ nghỉ cuối cuối tuần tuần thật thật là là vui vui vẻ vẻ và và bình bình an. an. Bye Bye bye. bye. Đó, các bạn có thể thấy chưa? Đấy, các bạn có thể thấy là mình đã làm thành công. Thì với cái video này mình có thể sửa bất kỳ ở trong này tùy các bạn. Là chúng ta có thể tăng cái chỗ volume thì chúng ta có thể tăng nó lên 200% để cho cái cường độ người nghe không bị nhỏ. Đó, hoặc là fade in là để đưa vào từ từ, hoặc là fade out để đưa vào nhanh hơn. Ví dụ vậy, đó, tùy đó, các bạn không đưa thì thôi. Và cái công cụ thứ hai là cũng công cụ thì chúng ta mix to nhỏ thêm gì bớt to hay nhỏ hay 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 cắt đoạn nào nhỏ đoạn nào đó tùy của các bạn. Đó, ví dụ vậy. Như chúng ta đưa vào đây. Với chỗ này nhỏ, với chỗ kia to, với chỗ kia nhỏ, với tùy các bạn nhé. Ở đây mình không rõ rồi. Hoặc là chúng ta phải giảm cái tiếng ồn. Đó, để chống cái tiếng ồn đi. Chúng ta có thể thay âm thanh mình thành một đứa trẻ, ví dụ chẳng hạn thay một đứa trẻ. Đó, rồi, nghe thử. Các Các bạn bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và bình an. Bye bye. đó, các bạn thấy chưa? Rồi, Rồi, xin xin chào chào các các bạn. bạn, Chúc chúc các các bạn bạn một một ngày ngày nghỉ cuối cuối tuần tuần thật thật là là vui vui vẻ vẻ và và bình bình an. an. Bye. Đó, mình mới đổ cả cái dòng chữ đó.
Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, còn trường hợp mà chúng ta giảm tiếng ồn thì như hồi nãy mình nói đó, nhấp vào cái denoise này, tăng lên 100% cho nó hết ồn luôn này. Hôm nay là có tiếng re đúng không? Một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và bình an. Bye bye. Đó, các bạn thấy chưa? Hết tiếng ồn chưa? Còn nếu mình giảm thấp này, tăng lên này. Đó. Rồi, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và bình an. Đó, đây là bye bye. Đấy là cái ứng dụng mà mình thích nhất, tại vì nó khử được cái tiếng ồn. Đó, các bạn thấy chưa? Nó khử được tiếng ồn là mình rất là thích, tại vì nó không có các cái lẫn các cái âm thanh khác vào đây, giúp cho mình có thể thì tự tin mình chia sẻ, mình tăng các cái âm lượng lên. Rồi, thì cơ bản là nó như thế. Còn các bạn muốn phát triển thêm hay không thì các bạn nghiên cứu tìm hiểu thêm nhé. Đó, trong cứ nhấp vào một cái phần video là chúng ta sẽ có nhiều cái tăng tốc độ này, tăng tốc hoặc là nó sẽ giảm này, giảm đi bao nhiêu này, tùy các bạn đó. Keep pitch này, như vậy đó, nó nhiều cái lắm. Hoặc là giảm âm thanh này, đó, tắt âm đi để mình chèn nhạc vào, để chèn âm thanh, chèn đồ gì vào đó, các bạn thấy không? Đó, chẳng hạn như là mình chèn âm, thay vì mình thấu âm thì mình chèn nhạc vào, ví dụ vậy. Đó, chèn âm nhạc vào đây, ví dụ chèn âm nhạc đây, cho mình có cái voice này vào đây đây. Đấy, mình chèn vào đây, mình chọn này, và mình thêm dấu cộng vào này, và nó sẽ thêm. Đó, đây là chèn nhạc đấy các bạn. Đó. Rồi, bây giờ cái phần mà xuất video á, thì nó sẽ nằm khi mà sau khi chúng ta hoàn thành, chúng ta cảm thấy ứng ý rồi, thì chúng ta nhấp vào cái chỗ phần mũi tên này. Ở phía trên tay phải, đây chúng ta có cái mũi tên lên này, đó, nhấp vào đây. Rồi, trong này nó sẽ có lưu ra rất nhiều loại. Thứ nhất là lưu vào cái thẻ nhớ, lưu trên Instagram, lưu trên TikTok, lưu trên Facebook, lưu trên YouTube, rồi lưu ở cái dạng khác, hoặc là chúng ta đưa lên cái ứng dụng của hệ thống nó, Sibling. Thì ở đây mình lấy ví dụ như là đưa lên YouTube đi, chẳng hạn nhấp vào YouTube này. Thì trong cái YouTube này nó có hai, có bốn cái mục, là Ultra HD 4K Full 1080 720 360. Đó, các bạn có thấy không? Đấy, cái ứng dụng này mình chia sẻ với các bạn đầu trần á, là nếu như các bạn dùng cái bản này á, thì chúng ta mới xuất ra được cái dạng này. Còn nếu chúng ta sai miễn phí á, thì nó sẽ chèn cái logo quảng cáo hoặc là cái watermark ở phía dưới video, gây rất là khó chịu cho người xem. Nếu chúng ta phải gọi là phải nạp tiền á, phải mua á, thì mới hết cái logo được. Còn ở đây thì chắc chắn là không có rồi. Đó, xuất full 1080 đó, là nó sẽ được cái full donate. Còn nếu ultra 4K thì quá tuyệt vời. Đấy, ví dụ mình nét cái này, nó hiện cái gì thì mình ấn ok. Rồi, vì là video nó khá tốt cho nên là mình có thể xuất ra 1080. Rồi đấy các bạn, nhưng mà thấy xuất như vậy là được rồi. Đấy, mình chơi một lúc để có thử xuất như thế nào. Nhưng mà thôi thì chắc là cũng biết là khi mà xuất ra thì chúng ta có thể đổi nhá. Rồi đây mình bỏ qua đi. Và thưa các bạn, thì cái video mình hướng dẫn để chỉnh sửa cái video với Power Director đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn nếu có yêu thích thì cũng nhấn cho mình một đăng ký, một chia sẻ để giúp cho mình có nhiều cái động lực ra các cái video mới. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình sau nhé. Bye bye.